Nếu đứa chọn cho mình giới tính thì con không mong muốn như vậy, để mẹ cha khổ đau từng ngày, phải tủi nhục từng ngày vì con. Nếu đứa chọn cho mình giới tính thì con xin được giống như mẹ, để cho con thấu hiểu nỗi lòng, hiểu nỗi lòng cha mẹ thương con. Tại sao con sinh ra trên đời này lại ban cho con một hình hài? Một hình hài con đâu muốn mẹ ơi. Mẹ cha sinh con ra trên đời này đều mong con như bao người đời, và mong hạnh phúc suốt đời con. Số phận mình con sinh nhận lấy, cầu mong cha mẹ thấu cho lòng, vì con luôn mãi nghĩ về người, biết nỗi niềm cha mẹ thương con. Nếu mỗi người mang một giới tính, một giới tính như tôi bây giờ, thì sẽ hiểu được tôi từng ngày, khát khao được sống trong tình yêu. Nếu đưa chọn cho mình giới tính thì con không mong muốn như vậy, để mẹ cha khổ đau từng ngày, phải tủi nhục từng ngày vì con. Nếu đưa chọn cho mình giới tính thì con sinh được sống như mẹ, để cho con thấu hiểu nỗi lòng, hiểu nỗi lòng cha mẹ thương con. Tại sao con sinh ra trên đời này lại ban cho con một hình hài? Một hình hài con đâu muốn mẹ ơi. Mẹ cha sinh con ra trên đời này đều mong con như bao người đời, và mong hạnh phúc suốt đời con. Số phận mình con xin nhận lấy, cầu mong cha mẹ thấu cho lòng, vì con luôn mãi nghĩ về người, biết nỗi niềm cha mẹ thương con. Nếu mỗi người mang một giới tính, một giới tính như tôi bây giờ, thì sẽ hiểu được tôi từng ngày, khát khao được sống trong tình yêu. Nếu đưa chọn cho mình giới tính thì con không mong muốn như vậy, để mẹ
tôi nhục từng ngày vì con. Nếu được trời cho mình rơi đi thì con xin được sống như mẹ, để cho con thấu hiểu nỗi lòng, hiểu nỗi lòng cha mẹ một hình hài. Con đâu muốn mẹ ơi, mẹ cha sinh con ra trên đời này, điều mong con như bao người đời và mong hạnh phúc suốt đời con. Tại sao con sinh ra trên đời này lại ban cho con một hình hài? Một hình hài con đâu muốn mẹ ơi, mẹ cha sinh con ra trên đời này, đều mong con như bao người đời và mong hạnh phúc suốt đời con. Số phận mình con xin nhận lấy, cầu mong cha mẹ thấu cho lòng, vì con luôn mãi nghĩ về người, biết nỗi niềm cha mẹ thương con. Nếu mỗi người mang một giới tính, một giới tính như tôi bây giờ, thì sẽ hiểu được tôi từng ngày. Khát khao được sống trong tình yêu. Nếu mỗi người mang rơi tình như tôi bây giờ, thì sẽ hiểu được tôi từng ngày khát khao được sống thật chuyện.